าแหละเขาคุยกันไงแต่แกเบ่งกับเป็นเยอะมากเราเตะเจอกันดีđang trước anh đang chỉ nè, anh đang ra dấu hiệu là có cua nha, để anh tài công anh chạy biết được nè. Hello, xin chào tất cả mọi người nha, rất vui gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Mời tất cả mọi người xem ngày mai xem một chiếc ghe biển rất là đẹp nè mọi người, mới tin luôn, một chiếc Kiên Giang các bạn. Rất là đẹp nè, đang từ biển đi vào, chắc này về nhà ăn Tết rồi nè. Chứ này chắc về nhà ăn Tết rồi. Nhìn rất là đẹp luôn. Màu xanh ha. Cái kiểu nhìn rất là đẹp. Đây là chiếc ghe tải nè. Chiếc ghe tải cá. Đây là cái bến đò luôn rồi. Đây là bến đò ngang ha, bến đò dùng mái chèo. Đó. Rồi, quay lại với cái ghe biển này. Không phải một chiếc nha mọi người, mà chắc một đòn quá. Quá trời đẹp này. Chiếc trước là chiếc tải. Hai chiếc tải luôn hả ta? Quá đẹp mọi người. Hai chiếc ghe tải luôn. Đều là biển số Kiên Giang hết. Kiên Giang TS ha. Đấy, mọi người xem nè. Từ từ nó đang chạy tới nè mọi người. Sẽ qua đây nha. Mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người xem cái đoạn ghe biển này chạy ngang đây cho mọi người xem nha. Rất là đẹp luôn mọi người. Về chuyên về cái biển thì mình cũng không gần thông số của ghe biển lắm mọi người, mình chỉ quay cho mọi người xem vậy thôi. Anh em ai biết gần thông số ghe biển mọi người cũng comment bên dưới cho mình biết đó nha. Mình thì mình đoán chiếc này là hai chiếc này chắc hai chiếc tải quá. Anh đang trước, anh đang chỉ nè, anh đang ra dấu hiệu là có cua nha, để anh tài công anh chạy anh biết được. Tôi còn thấy ghe biển chạy về đường này là thường là có tàu kéo mọi người, cái này là anh tự chạy luôn ha, tự chạy về luôn. Thì đây bữa nay cũng là hai mấy Tết rồi, chắc là anh chạy về mà ăn Tết, đầu cập bến ăn Tết. Quá đẹp, hai chiếc tải này cũng lớn à. Anh qua tiêu anh đứng trước à, anh đang chỉ hướng dẫn à. Nó có cua, anh xây một vòng tròn là nghĩa có cua đó mọi người. Hai chiếc luôn. Mấy anh này vô trong sông nhỏ mà anh không dám chạy lớn đâu, không dám đẩy lên ga mạnh đâu. Giờ từ con này có bơi xuồng cặp theo luôn nè. Ghê. Hai chiếc luôn kìa. Bơi ngay đít luôn. Lèo thật. Mình chỉ bắt thấy có hai chiếc nha mọi người, anh đang chạy từ từ chạy tiến tới nè. Rất là đẹp luôn, mới tinh tình hình luôn, sơn là sơn mới luôn ha, một cái lường dưới nhìn cũng mới tinh nè. Đó, mấy cái bánh đệm quá trời luôn à, bánh là bánh xe tải lớn á mọi người, không phải bánh thường à. Mình chạy ngang đây luôn. Quá đẹp. Ồ,
ở khu vực này thì ghe biển cực kỳ nhiều đấy mọi người. Đó, đang hồ tiêu trước anh chị đó. Minh Dũng. Ủa, một đòn ra phía sau đó mọi người, một đòn ra luôn. Này mình nghĩ chắc cũng rồi phải à, không thấy lưới gì ha, quá đẹp. À đúng, tàu tải, anh có để chữ tàu tải kìa, tàu tải Minh Dũng. À, thường thì những cái ghe cào nó sẽ có cái cây, cái cây trụ cào mọi người, nhìn là thầy biết liền. À, đi qua hết lần này đi qua tới quan kia, quá đẹp. Minh Dũng này chắc là sỏi, trong là sỏi à. Lạng à. Con này thêm tiếng nữa, chiếc trước có qua tiêu, trên này khỏi gần ha. Con này cũng tàu tải luôn. Đây là đúng hai chiếc tàu tải, chiếc này thì nó cũ hơn chiếc trước chút, rất là đẹp luôn. Wow, cũng là của Minh Dũng luôn, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Bắt cá hả chú? Ồ, hồi này nó né ghe biển nè. Quá trời lớn. Ghe này không có tên nè. Ghe này không có tên. Mới quay luôn. Ghe không mới tin nè. Còn chiếc chị là lách qua nè. Thì sóng nó đánh nó cũng bê vậy lắm à. Rồi hai chiếc lách hai bên luôn. Này bê bê luôn trời. Ủa này làm gì đây? Không bơm nước. Bị ngạt nước. Dính là có lẽ anh lên ga nè. Nhà khúc cua chỗ này cũng lên ga mà mình. Mình còn lên ga nữa không? Né qua né lại né tùm lum.
Ôi trời lắc kìa. Ôi 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 ôi. Trời ơi, gọi ông này lủi bờ luôn à. Không có một cái hệ thống giao thông gì hết, không có chính xác ai quẹo đâu hướng nào hết kìa. Tùm lum hết kìa. Rồi thôi mình cũng kết thúc video này ở đây nha. Mọi người nhấn một like, một share và đăng ký kênh cho mình nhé. Để ủng hộ mình cũng như để nhận thêm nhiều video mới nhất nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.